Đôi chân trần đi khắp muôn nơi, thầy chỉ ăn mỗi bữa một ngày. Tay sư cầm một cái bình bát, không nhận tiền chỉ nhận đồ ăn. Không xưng thầy mà chỉ xưng con, kể đời ai thương ghét không màng. Đêm thì tìm nhà hoang vách đá, sống không màng danh lợi phồn hoa. Bao nhiêu người cùng kính yêu thương, kẻ thì sân si với xem thường. Không nhận tiền xàm ngôn không có, lý do gì ghét thầy người ơi. Tu bây giờ sung sướng như tiên, toàn là tu kinh tế tu tiền. Tu bây giờ chỉ mong nổi tiếng, để kêu gọi cúng dường thường xuyên. Tu bây giờ toàn thấy hâm he, nào là con xe xuống địa ngục. Muốn về trời chỉ có một cách, cúng dường nhiều cho chùa là xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương thích Minh Tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai. Sung sướng như tiên, toàn là tu kinh tế tu tiền. Tu bây giờ chỉ mong nổi tiếng, để kêu gọi cúng dường thường xuyên. Tu bây giờ toàn thấy hâm he, nào là con xe xuống địa ngục. Muốn về trời chỉ có một cách, cúng dường nhiều cho chùa là xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương thích Minh Tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai.